Hi, xin chào mọi người, mình là Kim Dung từ Vita và phim Nước Hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái sáng tạo hương rất là đáng giá và rất là hay và nên thử từ nhà Nick Frederic Mail của Pháp. Chủ đề mà mình chọn hôm nay sẽ là ba loại nước hoa mùi hoa rất là hợp với nữ ha, đặc biệt là những bạn nữ trẻ trung. Thì nếu mà mọi người có theo dõi kênh YouTube của mình thì mọi người cũng biết là mình có làm một cái video về vấn đề là top 3 chai nước hoa dành cho nữ hay nhất của Frederic Mail. Lúc đó là mình chọn ba chai Cano, Portrait và Unroll. Thì cả ba chai nước hoa này theo quan điểm cá nhân của mình đều là những cái chai nước hoa mà nó hơi cổ điển một chút, và những bạn nữ mà sử dụng được ba cái chai nước hoa này á thì phải là những người mà trưởng thành một chút ha, yêu thích phong cách sang trọng và kiêu sa. Tuy nhiên, Frederic Mail vẫn có rất là nhiều cái loại nước hoa chủ đạo là hương hoa cỏ và phù hợp với các bạn nữ mà trẻ trung. Hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau nói chuyện về ba loại nước hoa tông hoa chủ đạo của Frederic Mail mà theo mình là rất là hợp với các bạn nữ, đặc biệt là những bạn nữ mà trẻ ha, khoảng tầm 20 đến 25 tuổi. Thì ba chai nước hoa mà mình giới thiệu đến với các bạn ngày hôm nay đều chủ điểm hoa. Chai nước hoa đầu tiên mà mình lựa chọn để giới thiệu với các bạn tên là chai Older Magnolia. Ta-da. Đây. Đây, chai nước hoa này của mình nó tên là Older Magnolia ha các bạn ha. Thì mọi người nhìn cái chai nước hoa là mọi người cũng có thể đoán được cái mùi hương chủ đạo của nó rồi đúng không? Magnolia tức là hoa mộc lan ha. Đây chai nước hoa của mình để mọi người quan sát kỹ một tí nha. Thì cái chai Older Magnolia này á, nó không những có chủ đạo là hoa mộc lan mà nó còn có một cái thành phần là citrus ở ban đầu khi mà mình vừa mới xịt ra ha. Ba cái chai nước hoa này á đều là thuộc kiểu mùi hơi green một chút, hơi xanh một chút, mát mẻ một chút và chủ đạo hoa rất là nhiều. Cái chai Magnolia này là một cái chai nước hoa mà mình rất là có cảm tình, bởi vì cái top nó citrus với lại cái dry down xuống ở đây có hoa và gỗ, theo mình thấy là rất là phù hợp với lại cái tiết trời nóng nực của mùa hè. Nếu mà mùa hè bạn cần tìm một cái chai nước hoa gây thiện cảm cho đám đông và bản thân người xịt cảm thấy thoải mái, và đặc biệt nếu bạn yêu thích hoa mộc lan nữa thì mình nghĩ là mọi người có thể nên thử cái hoa cái chai Older Magnolia này với lại hoa mộc lan là chủ đạo ha. Rồi, ok, chai nước hoa thứ hai của Frederic Mail chủ đạo hương hoa mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn có một cái tên rất là hay, đó là chai En Passant. Ta-da, đây. En Passant, mọi người cũng biết rồi ha. En passant có nghĩa là bước qua hay thoáng qua. Có rất là nhiều bạn yêu thích nước hoa Nick và đặc biệt là thích cái thương hiệu Frederic Mail này á, viết rất là nhiều bài review hay về cái chai En passant này. Đây là một cái chai nước hoa chủ điểm là hoa lilac. Lilac là hoa tử đinh hương nha các bạn nha. Đây là một cái loại hoa nó thâm mọc thành từng chùm màu tím rất là đẹp luôn. Thì cái hoa này nó là hoa tử đinh hương và thích ghê. Đây là một cái chai nước hoa mà trước khi mình biết nhiều về nước hoa Frederic Mail đến như vậy thì mình vẫn chọn là mình mua Berlin Buy cái chai nước hoa này, bởi vì cái mùi hương của cái hoa của cái chai nước hoa này á, khiến mình cảm thấy rất là dễ chịu và ngửi nó như có một chút hồi tưởng về ký ức nữa. Thì cái chai En Passant này á, là một cái chai nước hoa mà khi mà xịt nó khiến cho mình có cảm giác rất là dễ chịu và rất là thư thái ha. Một mùi hương này á, nó phải là một cái mùi hương lãng mạn nha các bạn. Khác với cái chai Magnolia vừa nãy, chủ điểm citrus nó nhiều khiến cho mùi hương nó tươi tắn, thì cái chai En Passant này nó chủ điểm là tử đinh hương và có một số các thành phần như là ozonic nữa, nó làm cho cái mùi hương này nó rất là nữ tính, nó rất là gây thương nhớ. Mình nghĩ rằng là những bạn nữ mà mình mặc váy hoa ha, đi bộ nhẹ nhàng trong một cái buổi chiều thu thì rất là phù hợp để sử dụng cái chai En Passant này luôn. Mình thích cái chai nước hoa này lắm. Khi mà mình chưa có mua cái bộ mà Cano Portrait Unroll á, thì mình ngửi cái mùi nào mình cũng thấy nó là mùi hương rất là dữ dội, nó rất là quyết liệt và nó rất là nghệ thuật. Nhưng mà lúc đó mình cần tìm một cái chai nước hoa nó mềm một chút, nó mềm mại, nó nữ tính và nó lãng mạn một chút. Thì khi mà mình đi thử thì mình đã quyết định chọn cái chai En Passant này. Và hiện giờ thì sau khi có rất là nhiều chai nước hoa, mình vẫn dành một cái tình cảm nhất định cho chai En Passant này. Và mình rất là thích em nó luôn. Có một số bạn thì trên da chai nước hoa này sẽ bám rất là tốt. Tuy nhiên cái chai nước hoa này ở trên da Dung thì bám không tốt lắm.
nhưng mà hoàn toàn có thể tha thứ bởi vì mùi hương của nó quá là nữ tính và quá là lãng mạn đi. Mình rất là thích cái chai này ha. Bạn nào mà từng ngửi mùi của hoa lilac hoặc là tử đinh hương á thì mình nghĩ rằng khi mà ngửi cái mùi hương này thì các bạn sẽ dễ dàng bị chinh phục mà thôi ha. Ok, chai nước hoa thứ 3, chủ điểm là hoa của Frederick Mel mà mình muốn đưa đến với các bạn. Chai đó tên là Lys Mediterranean. Đây. Ta-da. Những cái chai nước hoa này nè, chai Lys với chai Old Magnolia này là mình mới mua thôi nên vậy nên nó còn quá trời trời luôn. Và vào cái tiết trời mà mùa hè giống như vậy á thì những cái chai nước hoa như thế này thì được mình rất là cưng ha. Bạn xịt mình sẽ cảm thấy là mình phải mua full box để mình xịt cho nó đã ha. Trời, thích quá. Nó khác với rất là nhiều cái loại hoa lily mà các bạn từng biết ha. Nếu mà mọi người có cái hoa chai mà hoa lily nổi tiếng á, là chai Lys 41 của nhà Le Labo, thì Lys 41 của Le Labo với lại cái chai Lys Mediterranean này, nó là hai cái khía cạnh rất là khác biệt của hoa ly ha các bạn ha. Nếu mà cái chai Lys 41 kia nó là kiểu mà huệ, đậm, dày, ngọt và hương ly nó chỉ rất là ít thôi, thì cái chai Lys Mediterranean hoa ly địa trung hải này á thì nó lại chủ điểm là white floral, tức là các loại hoa thuộc nhóm hoa trắng, hoa ly nè, hoa sen nè, hoa cả hoa cam nữa. Cái mùi hương ngửi nó rất là trời sao ta. Mình thích cái chai này hơn chai Lys 41 của Le Labo rất là nhiều. Nếu mà cái chai Lys 41 nó chỉ là một cái bông hoa ly đơn thuần mà nở rộ mà tỏa hương ngào ngạt, thì chai Lys Mediterranean của mình, chai hoa ly địa trung hải này á, nó giống như là một cái cây, một cái cành hoa ly luôn ha. Vừa có hoa, vừa có nhụy hoa, vừa có cành và có lá. Mùi hương ngửi rất là thư giãn, rất là fresh và rất là nữ tính dịu dàng luôn. Nó giống như kiểu một hình tượng mà bông hoa ly ly lay trong gió vậy. Cái mùi hương ngửi mà mình thấy trời. Đúng là nước hoa nít đem cho mình đến những cái chân trời rất là lạ và khiến mình tiếp cận được những cái mùi hương mà mình nghĩ rằng wow, mình phải thốt lên là wow khi mà mình ngửi được cái mùi hương đó. Mình thấy nó là một cái mùi hoa ly rất là thuần khiết, rất là đẹp và yêu ngay cái lần ngửi đầu tiên luôn ha. Nếu mà bạn yêu thích hoa ly, là bạn thích những cái bông hoa thuộc nhóm trắng, thuộc nhóm hoa trắng á, thì là rất là nên thử cái chai Lys Mediterranean này luôn. Và nó có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là khi mà dry down xuống là bạn sẽ ngửi thấy mùi xạ hương và vani. Nó khiến cho cái mùi hương này bám tỏa rất là tốt nha. Cái mùi hương này nó bám tỏa rất là tốt khi mà mình xịt lên tóc hoặc là quần áo á. Giống như là cái mùi hương nó cứ vẩn vơ xung quanh mình vậy. Một cái mùi hoa rất là thanh khiết, rất là ý nhị mà nó rất là sạch sẽ, khiến cho mình cảm thấy rất là thư giãn khi mà sử dụng cái chai nước hoa này. Đối với những cái chai nước hoa nồng đậm và bám tỏa khủng như là Lys 41 á, thì các bạn chỉ cần xịt một hoặc hai shot. Tuy nhiên là cái vẻ nồng của cái hoa ly á, cái hoa ly và kết hợp với lại rất là nhiều hoa huệ và nhài, nó khiến cho mình cảm thấy là hơi nồng một chút. Thì cái chai Lys Mediterranean này nó lại đem đến cho mình một cái cảm giác thư giãn ha. Một cái cảm giác thư giãn. Một cô gái có thể nói là không có phô trương, không có rực rỡ, không có ồn ào gây sự chú ý. Một cô gái mảnh mai thôi, dịu dàng thôi, bước qua ha. Rất là nhẹ nhàng nhưng mà lại khiến người ta khó quên. Đây là một cái mùi hương hoa ly mà mình rất là cưng và mình rất là yêu luôn. Nếu mà các bạn thích những cái mùi hương chủ điểm hoa, mình không thích nước hoa designer các loại mà làm những cái nốt hoa cỏ nó hơi ngọt ngọt và nó hơi hóa học, thì các bạn hãy tìm hiểu nhà Frederick Mel, bởi vì họ làm mùi nước hoa rất là thật, rất là chân thực và rất là tinh tế ha các bạn ha, chỉnh chu lắm. Những cái mùi hương này mình nghĩ là mua một chai nước hoa thì dùng cho cả đời vẫn rất là ok. Thậm chí có nhiều fan hâm mộ và Frederick Mel nói một cái câu như thế này nè: nếu mà tìm một cái nhà nít mà sử dụng cho cả đời thì chắc chắn là tôi sẽ chọn Frederick Mel, với rất 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 là nhiều cái mùi hương, và cái mùi hương nào cũng xứng đáng để bạn mua một cái chai full box như vậy, vừa sưu tầm vừa sử dụng và sống trong một cái thế giới đầy hương hoa ha, rất là ạt và rất là lay động lòng người ha. Đó là lý do mà dạo gần đây mình tìm hiểu và mua rất là nhiều nước hoa Frederick Mel. Hy vọng khi mà tìm hiểu về ba cái mùi hương này thì mọi người không có lầm đường lạc lối giống như mình nha. Ok, ba chai nước hoa ngày hôm nay mình đã giới thiệu xong rồi ha. Magnolia, Lys Mediterranean và En Passant. Ta-da. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay. Và mình là Kim Dung từ Vita Perfume, nước hoa Vita.